Cá mập con. Cá mập nhỏ, cá mập nhỏ ở đại dương. Cá mập nhỏ hãy đến đây. Cá mập nhỏ bơi xung quanh. Cá mập nhỏ đừng chậm lại. Cá mập nhỏ đu 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 đu. Cá mập nhỏ chúng tôi yêu. Cá mập nhỏ đu 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 đu. Cá mập nhỏ chúng tôi yêu. Cá mập mẹ, cá mập mẹ, cá mập mẹ, cá mập mẹ. Cá mập mẹ, cá mập mẹ rất đẹp xinh. Cá mập to hay đến đây. Cá mập mẹ, cá mập mẹ xanh đẹp ghê. Cá mập đó chúng tôi yêu. Cá mập mẹ, cá mập mẹ, cá mập mẹ, cá mập mẹ. Cá mập nhỏ, cá mập nhỏ đi đu đi đu đi đu. Cá mập nhỏ chúng tôi yêu. Một có chân, hai chuẩn bị, ba tấn công, bốn chạy chạy chạy. Bơi xoay vòng, bơi xoay vòng, bơi xung quanh đại dương nơi này. Xuống với lên, lên xuống hoài, thật là vui quá đi. Bơi quanh này bé cá mập với cuộc sống yêu thương đây này. Bơi xung quanh vòng quanh vòng quanh ở cây gia đình này. Cá mập cha bơi nhanh ghê. Cá mập cha chờ đến cuối. Cá mập cha chẳng nghỉ ngơi. Cá mập cha bạn tốt ghê. Cá mập nhỏ đi đu đi đu đi đu. Cá mập nhỏ chúng tôi yêu. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Ba này chúc mừng sinh nhật. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Anh này chúc mừng sinh nhật. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Mẹ này nướng ít bánh. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Ba này hay mời khách. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh hay mở đèn lên. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Bất ngờ đi chị ơi. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Nướng bánh đi hơi mè. Ba hay mời khách đi. Hay mở đèn đi anh.
bất ngờ đầu hơi chì. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật của em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Ba này chúc mừng sinh nhật. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Anh này chúc mừng sinh nhật. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật. Sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Ôi không. Nhìn kìa, đó là ngôi nhà mà Jack đã xây. Ngôi nhà này đây, Jack đã xây. Mặt nhà đây này, ở trong ngôi nhà, Jack đã xây.
mắt nhà kia này chúc đã ăn ở trong ngôi nhà trách đã xây. Đây là con mèo đã giết con chuột vì ăn mắt nhà ở trong ngôi nhà trách đã xây. Con nơi này lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà trách đã xây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà trách đã xây. Nhưng cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà trách đã xây. Đang ôm ở đây rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà trách đã xây. Hôm cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà trách đã xây. Gà trống ở đây trong đám đông này làm thức linh mục đã cáo lông cừu. Kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà trách đã xây. Người nông dân ở đây gieo cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la ca. Làm thức linh mục đã cao lông cừu. Kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà trách đã xây. À đây là con ngựa với chó xong và sừng. Người nông dân ở đây dọc cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la ca. Làm thức linh mục đã cao lông cừu. Kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt ở trong ngôi nhà trách đã xây. Wow, ngôi nhà của Jack chắc chắn là một câu chuyện dài. Chắc
được khô. Ô, rồi sẽ khô. Ngày một chiếc khăn tóc bạn sẽ khô. Dần dà đi thôi mình sẽ sạch hơn. Chậm với nhanh
thích không nào? Vân vân vân. Vui phải không? Vân vân vân. Này con lái à, ồ con xe. Xe lái xe, xe lái xe. Để chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao, hay ở thung lũng dưới kia, vượt bão tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Thật vui phải không nào? Hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis. Đi nào, các Famis đang có một buổi trình diễn trang phục trái cây. Mình là một trái táo đỏ, mình thật là bông. Có thể ăn ngay ở đây, đi về phía trước nào. Mình là quả chuối này, vừa ăn của bán đông. Ngon không nào bạn, đừng quên bóc vỏ nhé. Sẵn sàng vào buổi sáng nhé. Mình thường thường làm khi đánh răng này, khi đánh răng đây, đánh chỗ này. Mình thường thường làm khi đánh răng này. Sáng sớm hay làm bạn ơi. Học hành, mình làm điều này khi ta đi học.
sáng sớm nhớ làm bạn của tôi. Này các Famis, nhìn con tàu tuyệt đẹp đó kìa. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Và ổ tơ ca tàu chờ đầy ở đó những điều đẹp tươi. Trang phục ở đó trong cabin tàu này ta đang cầm tay. Cánh buồm trên đó là tấm lụa, cột buồm làm băng vàng tay. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Bông và 20 thủy thủ đoàn họ đứng ở giữa sân kia. Bông và 20 chuột trắng tươi dây chuyền trên cổ thật xinh. Thuyền trưởng ở đó là con vịt với chiếc ba lô trên lưng. Và tàu di chuyển thật nhanh là thuyền trưởng nói quạc quạc. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Cẩn thận nhé mọi người, tôi cảm thấy như muốn hắt hơi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đông giống như một tá ong vô về trên sức đu trong môi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa, achoo. Hãy tránh xa, achoo. Vì bạn đen quá gần bạn sẽ bay đi. Mùi tôi đã chảy nước, tơ nghẹt mùi. Mình chẳng thể dừng được nữa, nào chiếc khăn tay đâu. Chẳng có một thứ chi. Ồ, tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ vượt qua thôi. Hà
Achu, hãy tránh xa. Achu, hãy tránh xa. Achu, vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achu, hãy tránh xa. Achu, vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy mũi hắt hơi và nó chẳng cứng đồng giống như một tá ong vô về trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn, hãy tránh xa. Achu, hãy tránh xa. Achu, vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achu, hãy tránh xa. Achu, vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Mình thư mọi thư tơ nghẹt mũi. Bác sĩ hãy cho tôi biết tôi phải làm gì để không rung rinh. Nó sẽ khỏi theo thời gian. Bạn đã bị sốt rồi, hãy uống thuốc. Achu, hãy tránh xa. Achu, hãy tránh xa. Achu, vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achu, hãy tránh xa. Achu, vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy mũi hắt hơi và nó chẳng cứng đồng giống như một tá ong vô về trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn, hãy tránh xa. Achu, hãy tránh xa. Achu, vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achu, hãy tránh xa. Achu, vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Tôi nghĩ cuối cùng nó cũng sẽ khỏi thôi. Achu. Hãy gặp chú chuột và chú mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Chuột ở sau ghế này, phía trước là sofa. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Chuột ở sau ghế này, phía trước là sofa. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Chuột ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chú. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Chuột ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chú. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Chuột thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Chuột thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Chuột ở trên chân đó, dưới chân là chuột đó. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Chuột ở trên chân đó, dưới chân là chuột đó. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt bàn mèo. Ho 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 ho, chú chuột luôn luôn vội vàng như vậy. Này các em, hãy đi gặp các phương tiện giao thông cùng với các families nào. Bọn mình chào ông taxi, families xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Tìm và tìm hành khách nếu cần và chờ anh ta đến đó. Chúc ông vui vẻ và may mắn nhiều. Mình chào xe buýt này, Fami xin chào. Chị làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ bọn trẻ đến trường học và đưa đón. Bye bye xe buýt và chúc lái an toàn. Mình chào ngài xe chữa cháy này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mèo kẹt trên cây cần tôi đến giúp. Bye bye xe cứu hỏa và hãy giữ thân mình. Bọn mình chào phi cơ này, Fami xin
xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình vận chuyển hàng hóa nhiều nơi trên thế giới. Hãy nhanh lên máy bay này và chúng mình sẽ gặp lại. Thủy đến chốn này, ba mi xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ nhiều khách cùng ra biển lớn và sẽ gặp lại nhau mỗi khi chẳng làm gì. Thật là vui khi được gặp các phương tiện vận tải phải không? Hẹn sớm gặp lại cùng các Famis nhé. Tạm biệt.